Trong ngày 30 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 3 chuỗi lây nhiễm mới ở khu vực dân cư tại quận 4, quận 5, quận 10. Hiện còn 27 chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến đã được khoanh vùng, giám sát chặt. Bản tin tình hình dịch của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC vào sáng nay 31 tháng 7 cho biết, thành phố đang chuyển dần chiến lược điều trị để hạn chế số ca tử vong, siết chặt việc thực hiện chỉ thị 16 và triển khai tăng cường một số biện pháp trên toàn thành phố. Đến nay, đã có hơn 28.000 bệnh nhân xuất viện, tính hết ngày 30 tháng 7 có 86.830 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố, chưa tính số ca nhiễm đã công bố sáng 31 tháng 7, trong đó 86.526 ca nhiễm trong cộng đồng. 304 trường hợp nhập cảnh lấy mẫu tầm soát COVID-19 trong khu dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày có thêm 2.826 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 31.146. Hiện đang điều trị 36.233 bệnh nhân dương tính, bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR, xét nghiệm nhanh dương tính, trong đó có 878 bệnh nhân nặng đang thở máy và 14 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tính cộng dồn đến nay có 1.164 bệnh nhân tử vong. Trong ngày, thành phố phát hiện thêm 03 chuỗi lây nhiễm mới ở khu vực dân cư tại quận 4, quận 5, quận 10. Hiện còn 27 chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến đã được khoanh vùng, giám sát chặt. Thành phố triển khai chiến dịch tiêm đợt 5 với 930.000 liều vaccine, thời gian dự kiến sẽ tiêm trong vòng 2 tuần theo các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Chiến dịch sẽ được đẩy nhanh tiến độ bên cạnh việc giữ an toàn trong tiêm chủng và phòng chống COVID-19. Thành phố mở rộng đối tượng được tiêm chủng, phấn đấu đến cuối tháng 8 năm 2021 có khoảng 70% dân số thành phố trên 18 tuổi được tiếp cận vaccine mũi 1. Hiện thành phố đang áp dụng người có xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính, có triệu chứng hoặc thuộc nguy cơ cao, nhanh chóng thực hiện xét nghiệm RT-PCR và chuyển đến khu cách ly tập trung tại quận, huyện. Người có xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính không có triệu chứng, không thuộc nhóm nguy cơ cao, tạm thời theo dõi, chăm sóc, cách ly tại nhà trong khi chờ xét nghiệm RT-PCR. F0-F1 trước khi kết thúc cách ly có thể được xét nghiệm bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh hoặc RT-PCR. Tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn, tổng số hiện đang thực hiện cách ly là 44.636, trong đó 6.301 người cách ly tập trung, 37.872 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú. HCDC khuyến cáo người dân tuân thủ các quy định tại khu vực phong tỏa, khu cách ly, luôn thực hiện phòng bệnh theo thông điệp 5K, không lựa chọn vaccine, tiêm bất cứ loại vaccine nào sẵn có.